Dương Lâm và những lần livestream bất ổn với đồng nghiệp Hiếu Thứ Hai bị phốt đủ được. Thế nào đây? Thầy để con cũng giật ba. Đó, mày đè vô. Mày có thấy mày vô tri không? Mày má ơi, cái này mày đặt ra chèn rồi mày mới chia. Ủa? Mày vô đấy rồi mày mới làm. Không hiểu cái này. Hiếu Thứ Hai đúng không? Ủa, anh like nó. Hồi nách. Ôi nách trời ơi, ba cái thằng trai thẳng nó hay lắm. Đúng rồi, thì đó là bữa đó xong là anh có tặng cho nó một cái đồ chống ngái. Chống ngái là cái chai làm nách, không biết bán nó xài hay không. Anh Tú cầm nín khi nhìn thấy cô vợ bà kè. Mọi người, mình là anh Tú nói đi, mình là anh Tú. Còn mình là Diệu Nhi. Và thứ gì bây giờ anh Tú sẽ hát tặng cho Diệu Nhi. Cái bài gì đó, cái bài đi diễn không đi hát đó. Hiểu không? Cái bài đi diễn mà không đi hát là sao? Cái bài đi hát còn đi diễn cái bài gì đó. Dạ, cosplay lại, anh là Diệu Nhi nha. Ok, Diệu Nhi đang ăn nha. đang ăn nói, em tưởng tượng đi em. Hát nhá. Hát đi. Mà có nhạc không? Hay hát trai nhá. Hát trai đánh bản quyền em ơi. Ok vô đi ạ. Cô nè. Vô. Em biết không? C. Lê Dương Bảo Lâm nổi tiếng với biệt danh Thánh Livestream và hiện đang là một trong những diễn viên hay được khán giả yêu thích. Và mỗi khi anh hoạt động hết công suất thì những anh chị em đồng nghiệp hành nghề livestream cùng cũng chịu cảnh tắt đay. Có người còn đau đớn và gục ngã hơn khi bị khui phốt quá nhiều. Anh Tú hẳn là bế tắc lắm khi livestream với Lê Dương Bảo Lâm vì sơ hở là bị phủi dầm không thương tiếc. Như cái dàn khách mời này thì anh biết chắc chắn 100% là hai em lời chắc rồi em ơi. Đã vậy Thánh livestream còn cosplay Diệu Nhi làm vợ anh Tú, khiến anh chàng muốn hát hit triệu view nhưng cũng không yên, còn tụt cả mút hát. Ngoài ra Dương Lâm vẫn còn ghim sự việc tại hồ bơi hồi đám cưới anh Tú Diệu Nhi, khiến ảnh hư chiếc giày. Đợt đà Dương Lâm tra hỏi ai là người xô anh xuống hồ bơi hôm nọ thì anh Tú cũng chuẩn bị lên án. Chợt nhớ ra người đó là vợ mình thì lật mặt 360 độ. Hồ bơi, có đứa nào chơi anh? Ai để anh xuống hồ bơi? Ai để anh? Vợ em. Ai? Con vợ em nó đẩy anh xuống. Em thấy xuống hồ bơi là một người. Ok tuyệt vời. Chơi là phải chơi ở hồ bơi. Đúng. Nhưng anh Tú cũng kịp dầm lại một câu rằng ngầm dưới hồ bơi lâu như vậy rồi mà chiếc giày vẫn còn hôi, khiến Dương Lâm trở tay không kịp. Sau đó câu chuyện nhanh chóng được đổ qua trường nghệ sĩ Lê Giang. Chắc hẳn nữ nghệ sĩ đang nhảy mũi dữ lắm vì ngồi khóc cũng dính đã. Sao mà anh nhức đầu? Anh nhức đầu là tại vì có người khác nắm tóc anh. Nắm đầu anh? Ai là người nắm? Lê Giang. Lê Giang. Chị kỳ quá, chị lớn mà chị kỳ quá. Sao chị nắm đầu em? Những tưởng Dương Lâm sẽ bùng nổ mũi tên uất hận mỗi khi gặp gỡ Hiếu Thứ Hai. Bởi vậy khi có cơ hội livestream chung, anh chàng cũng không thể thoát khỏi cái miệng của Dương Lâm. Gì mà mò, tôi thấy cái mò vậy. Một bắt ốc. À một cái bắt ốc à, đòi vô đúng không? Đây, từng câu đi ha, vô. Em đây thông minh không cần đôi co. Em đây thông minh không cần đôi co. Hoa xinh chân lên đưa anh làm voi cho. Hoa xinh chân lên đưa anh voi cho. Trứng cái gì vậy? Thì trứng là lên bàn thờ trứng. Ngay lập tức Lê Dương Bảo Lâm liền lên tiếng bóc phốt. Thưa quý vị, Hiếu Thứ Hai là một người bạn rất đẹp trai, nhưng trong đêm nó ngáy như con quỷ vậy đó quý vị, khiến đàn em chỉ biết cười trừ. Không chịu thua, Hiếu Thứ Hai liền chống chế. Sao anh hay ra rẻ quá à? Đêm đó anh thua nên anh nằm dưới đất, còn em phủ tuốt ở trên mà anh cũng nghe là anh sao? Sợ lắm, thế là 12 giờ đêm, tôi nghe một cái tiếng gọi là tiếng quỷ vang vọng quý vị. À, như là quỷ rên rồi đó quý vị. Đó. Mọi người thấy anh ra vẻ không? Cái đêm đó là cái đêm mà anh nằm ở dưới đất. Thì đó em ngủ ở trên trời. Ở trên mà anh cũng nghe là anh xạo. Chưa dừng lại ở đó, Hiếu Thứ Hai còn bị Dương Lâm và hit khi rap không giống ai, còn chế lời đến chính chủ còn phải phát tín hiệu SOS. Đến Trấn Thành cũng nói không phải dạng vừa mà live cùng Lê Dương Bảo Lâm cũng mệt mỏi vì nói quá nhiều. Còn yêu cầu fan của Trấn Thành copy paste, spam bình luận khen mình. Ai Nguyễn kìa, Lê Dương Bảo Lâm đóng hay và vui. Wow, em cảm ơn chị An Yên đó, chị An Yên ơi, comment không có cái câu như vậy. Cái đó là Ai Nguyễn cùng em. Ai Nguyễn, chị Ai Nguyễn ơi, copy như vậy bát. Chị bát liên tục spam. Nhưng khi gặp bình luận kêu ngưng nói thì lật mặt ngay. Anh Lâm đừng nói nữa. Cái con bé Hà nó đẹp. Nhỏ tên Hà, mấy nhỏ. Nhưng đi đâu like với ai cũng bị vạch mặt vì phốt của Thánh livestream quá nhiều. À, bao nhiêu con người là xếp lịch vì Lê Dương Bảo Lâm nha quý vị nha. Hẻm cục mà có chỗ nào mà quay dở là do thằng Lâm không cho lịch. Bởi vậy nếu nghệ sĩ nào có ý định livestream cùng Dương Lâm chắc phải tu luyện 49 ngày trước khi vào live để bắt kịp tần số của anh chàng, đặng nói cho kịp tốc độ ánh sáng. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.